Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Ray. Hôm nay thì anh em đã thấy rồi, Ray đang sử dụng vị tướng Blade trong vị trí đi rừng trong trận đấu này. Thì ở đường dưới thì giao tranh luôn anh em à. Bây giờ là gần 30 giây rồi, quả rừng sẽ ra. Với cái vị tướng Blade này thì anh em sẽ gây ra sát thương chủ yếu đến từ những đòn đánh thường kết hợp với nội tại anh em à, chém đôi. Nội tại sẽ gây ra nhiều sát thương hơn, thì anh em là tích đủ nội tại nha. Rồi, thông qua nhìn sơ qua về cái bộ kỹ năng của vị tướng này á, thì vị tướng này có 4 kỹ năng, vì vậy anh em đạt cấp 6 thì mới có được chiêu cuối. Khi đó thì anh em sẽ tối ưu hóa được sức mạnh, tối ưu hóa được hết tất cả sức mạnh của vị tướng này nha. Bây giờ thì Ray sẽ nói qua về bộ kỹ năng của vị tướng này nhé. Và đầu tiên là nội tại của vị tướng này, đó là huyết đao. Và khi anh em mà đánh thường anh em à, khi anh em đánh thường 3 lần thì sẽ đòn đánh thứ tư sẽ được là ít 2 lần đánh, là được đánh 2 lần đấy anh em. Khi đó thì sát thương gây ra sẽ gấp đôi, và đồng thời đây là sát thương chuẩn nha anh em. Rồi tiếp theo đến cái chiêu đầu tiên, đó là đao phong vô ảnh. Thì cái chiêu thức này thì anh em có thể là tham minh hợp lý để né chiêu nha anh em. Lúc đó thì vị tướng này sẽ play, sẽ không nhận sát thương, không được chọn là chọn mục tiêu nha anh em. Rồi, ở đây lên hù phát nè. Rồi, ở đây có Iceman. Iceman, chạy đi đâu ông ơi, chạy không? Rồi, Iceman khá là thấp máu. Wow, tốc biến nhưng không tiêu diệt được tem bạn nha. Rồi, bây giờ thì xin hai con quái anh em à. Làm cái gì vậy? Mình còn tốc biến đó. Bạn nè, tốc biến vô, nhảy vào. Rồi, nằm xuống nha. Chiến công đầu dành cho Ray, khá là nhẹ nhàng. Không lui về hồi máu. Không biến về, hiện giờ mình xin luôn con bùa tem bạn nha. Khi em mà có cơ hội á thì anh em hãy cướp rừng tem bạn luôn. Bây giờ cướp xong thì cướp thêm con nữa nhờ. Ngại gì dít bẩn. Đã cướp rồi thì cướp chết rót. Ôi, ở đây có vị trí Iceman, khá là khó rồi. Đánh luôn, rồi sử dụng chiêu cuối luôn à. Đó, anh em thấy không, khi anh em sử dụng chiêu 1 á thì anh em có thể né được cái kỹ năng, những kỹ năng diện rộng luôn anh em à. Khi anh em tham minh hợp lý á, thì anh em có thể né chiêu. Vì vậy mà trong giao tranh, vị tướng này là có khả năng là vét mạng khá là thần sầu nha anh em. Và chiêu thức thứ hai trong bộ kỹ năng của vị tướng Blade này, đó là sát khí bạc. Khi kích hoạt thì Blade sẽ phóng ra 5 phi tiêu hướng về phía chỉ định. Khi mà đơn vị tướng địch mà trúng 5 phi tiêu này, trúng phi tiêu thì sẽ gây hiệu ứng giảm giáp cũng như là nhận sát thương anh em à. Anh em phóng phi tiêu càng gần, lượng sát thương mà dính vào tướng địch càng cao anh em à, hút tiêu diệt được Namor ở đường trên. Và đây thì có vị trí Iceman, khá khó để tiếp cận anh em à. Bây giờ thì chắc là nhường lại vị trí mà cấu rỉa cho vị trí xạ thủ Vision anh em ơi. Tiếp tục với bộ kỹ năng của vị tướng Blade này, có khả năng mà dịch chuyển là đến từ vị trí chiêu 3, bản năng khát máu. Và chiêu này thì anh em có thể là nhảy đến những vị trí anh em chỉ định trong tầm anh em à. Và một đặc điểm nữa là chiêu này có một cái khả năng bị động nữa là cho anh em tầm nhìn. Khi mà tướng địch mà dưới 40% máu và khoảng cách là anh em có thể thấy được là khoảng 2500 đơn vị, khoảng gần một màn hình rưỡi màn hình đó anh em ơi. Rồi, đây có vị trí ai đây định cướp rừng đây. Đây là Namor. Đây, ăn xong con quái rừng này chắc là lên đường trên luôn anh em ơi. Lên đường trên thủ trụ anh em à. Đây không có ai ở đây. Và đây thì là xạ thủ tem bạn thì đơn độc ở đây, sử dụng chiêu cuối luôn. Và chém khá đau vì đẩy ra, nhưng không sao, còn tốc biến mà còn chiêu cuối nữa. Còn chiêu 1 thì khả năng băng trụ là có. Và ở đây thì ôi, rừng tem bạn ở đây rồi, khả năng sống sót là không cao anh em à. Nằm xuống với vị trí tướng mới rồi. Cái gì Smarter gì đó quên rồi anh em à. Rồi, chắc những clip sau thì Ray cũng làm vị tướng đó cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo đến chiêu cuối của vị trí tướng Blade này, đó là sợ răng cùng chiến. Với kỹ năng này thì Blade sẽ được tăng tầm đánh, tăng tốc độ đánh cũng như là tăng sát thương gây ra. Rồi đó, anh em thấy đấy, vị tướng này thì có khả năng bộ kỹ năng á, thì chủ yếu về cận chiến anh em ơi. Khả năng búp sát thương, tăng tốc đánh. Rồi thấy không anh em, thấy không anh em, chém như chém chuối luôn anh em à. Rồi sát thương ra khá nhiều. Rồi nằm xuống nữa, phục thù được vị trí tướng mới thêm bạn đi rừng. Rồi
hay là Taskmaster hay gì đó anh em à. Rồi ở đây thì xạ thủ tem bạn cũng khá là yếu máu rồi, còn chỉ có nửa cái máu thôi. Bây giờ thì có thể lân la quên rừng bạn cướp thêm con quái rừng tem bạn con bù xanh. Namo đi ngang qua bước qua là nhau không đánh luôn. Chơi bạn ơi, dễ gì mà chơi, chạy thôi anh em à. Và ở đường giữa thì trụ đường giữa đã mất. Và đây thì có Stagmaster cũng như là vị trí Namo. Làm choáng đi bạn ơi, làm choáng. Rồi sử dụng. Rồi bắn bắn hả bạn, sử dụng chiêu cuối luôn nè. Rồi bây giờ thì gõ thôi anh em ơi. Gõ, gõ được hay không? Rồi sát thương gây ra là có. Bây giờ hồi được chiêu 3 rồi, chạy. Chạy, tẩu, tẩu la, tẩu la. Tem bạn quá đông. Có thêm cả. Rồi, Namo nằm xuống rồi anh em ơi. Và đây thì chờ đợi coi có vị trí áp tem bạn có đuổi theo hay không. Rồi không anh em à. Bây giờ thì tiếp tục với công cuộc đi rừng thôi anh em ơi. Bây giờ là qua rừng tem bạn xin luôn con quái rừng anh em à. À, đánh quái, trừng phạt để hồi lại lượng máu khỏi biến về anh em ơi. Rồi bây giờ chắc tiếp tục sẽ ăn con bồ đỏ thôi anh em à. Bây giờ thì Sutu cũng ra rồi. Thì anh em thấy đấy, anh em đi rừng á, anh em kiểm soát được lượng quái rừng của mình ăn, cũng như là anh em ra lên để anh em đẩy quái. Đó cũng là một cái áp lực đến từ tem bạn đó anh em à. À, những đợt quái mà anh em đẩy lên nhiều thì sẽ gây áp lực cho trụ. Và đây thì là cái trụ đây nằm xuống rồi, nhưng không sao. Và Yondu thì đu chạy đi đâu, trời luôn anh em à. Sát thủ đến từ Ray. Và đây thì Namo bắt đầu chạy. Và một điểm hạ gục đến từ vị trí đường giữa tem mình Iron Man. Rồi đường giữa cũng lâm le giao tranh anh em à. Rồi đây núp đây thử coi có ai vào không. Không có ai vào cả. Và đây thì đồng đội chúng ta tập trung đây rồi. Phần rừng của tem bạn. Và đây có vị trí của Iceman nè, cũng như vị trí rừng tem bạn. Ẩu la về rồi. Rồi ở đây thì có thể tiêu diệt hay không. Rồi đó là một điểm hạ gục đến từ vị trí xạ thủ Vision. Khá là ngon. Sát thương gây ra đến từ chiêu 1 của Vision hôm nay á sẽ được tăng sát thương, nhưng mà đổi lại á, vị trí Vision sẽ bị là không có chiêu cuối ở giai đoạn đầu game anh em à. Giai đoạn từ cấp 1 cho đến lên cấp 4 mới có được chiêu cuối anh em. Vì vậy là vị trí tướng Vision cũng gọi là không tăng giảm sát thương khá nhiều. Nhưng mà giai đoạn đầu game thì hơi là thọt xíu so với là bộ kỹ năng đầu tiên nha. Thì vị tướng Vision thì Ray sẽ làm về cái bộ kỹ năng đã làm lại cho anh em xem nhé. Và đây thì có tem bạn ngại gì, ở đây tập trung khá đông, gây ra sát thương cũng khá nhiều. Double kill đến từ Ray rồi. Và đây thì nằm xuống hay không? Ôi làm gì anh Namo? Namo đứng đó biến về anh em à, không thể tin được. Rồi đã phá hủy được cái trụ thứ hai ở đường giữa rồi. Và ở đường trên thì có vị trí Yondu. Yondu ở đây thì khá khó để sống nha anh em ơi. Trụ đã bị hủy. Và đây thì bị hút giật ra. Và tiếp tục là một điểm hạ gục dành cho Ray rồi. Kara hiện tại là 814, khá là ổn áp rồi anh em ơi. Tiếp tục sẽ phá đi cái trụ ở đường trên này. Và đây có sự ngăn cản của tem bạn. Nhưng không sao, đồng đội chúng ta ở đây có vị trí hút tăng khá là trâu anh em ơi. Khỏi lo. Và đây thì có vị trí tướng đi rừng của tem bạn Taskmaster chơi ông ơi, sử dụng chiêu cuối kích hoạt luôn. Chẻ bạn như chẻ củi và thần thánh đến từ Bray. Tiếp tục thì đồng đội chúng ta đang giao tranh ở đây. Vị trí Iceman sử dụng chiêu cuối nhưng sát thương gây là khá không đủ hôm nay mà. Không đủ, sát thương không đủ. Sát thương cũng khá đau đấy nhưng mà không đủ. Bây giờ thì tiếp tục là tàn phá rừng, phần rừng tem bạn. Sẽ bây giờ là sẽ ăn luôn bùa đỏ tem bạn luôn bởi. Rồi, bây giờ thì đồng đội chúng ta đã ép tem địch vào co cụm vào ở trong phần nhà của tem bạn rồi. Bây giờ thì chỉ việc mà đẩy lính thôi anh em à, đẩy lính cho cao. Và đây sẽ phá đi cái trụ ở đây. Nhưng có vị trí của Iceman ở đây hủ cái trụ này khá khó để việc mà anh em có thể lấy đi. Và Iron Man đã tiếp tục tiêu diệt vị trí tem bạn. Và đây thì là cái trụ này khá là hấp máu, vô đập cái trụ anh em à.
xong rồi tới đập vị trí của Iceman. Iceman tóc biến luôn, không dám ở lại chơi luôn anh em à. Với khả năng là cái sát thương của mình mà Iceman không dám chơi anh em ơi. Rồi, ở đường trên thì đang giao tranh, cái trụ còn khá là nhiều máu. Việc băng trụ là khá khó với cái lượng máu hiện tại. Vị trí gây sát thương chủ yếu ở đường trên này sẽ là Vision. Vision cấu sát thương rất nhiều. Và ở đây thì là gần như là nhà bạn là sân bay rồi anh em ơi. Và ở đây thì là tướng nhảy dao luôn anh em à, ngại gì. Và ở đây là thần thánh đến từ Ray, tiêu diệt được hai mạng khá là ngon. Và ở đây thì có vị trí của Namor, rồi bị đóng băng lại luôn anh em à, khá là khó anh em ơi. Vì việc mà giao tranh mà nhảy vào cái trụ tên bạn mà đánh luôn này hơi là khoai, sát thương gây ra khá là đau, nên là việc mà ăn được giúp một kill cũng khá khó anh em à. Và giờ thì triệu hồi hai con lính siêu trâu ra. Và đây thì có vị trí Iceman khá thấp máu rồi, bây giờ chạy đi đâu bạn ơi, có chiêu cuối mình tăng tầm đánh mà. Và đây thì có Stagmaster rồi, hút nằm xuống. Stagmaster chắc chắn là phải nằm xuống, có nhảy tới mà anh em ơi. Rồi double kill đến từ Bray. Và đây có vị trí tướng áp tên bạn, pháp sư tên bạn, Jubilee phải không ta? Jubilee, đúng rồi, Jubilee nằm xuống luôn. Bây giờ thì tới Namor, Namor nhảy ra nhưng Ray không nằm trong trong phần trụ nên là không nhận đam. Bây giờ thì còn chết anh em à. Bây giờ thì đánh vào Namor nhưng mà cái trụ đã bị khóa hủy rồi anh em à. Thì clip của Ray đến đây là hết. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn em những clip tiếp theo nha. Nhớ like, subscribe cho Ray nha.